Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 2 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông tin ban đầu về vụ việc Chùa Ba Vàng tổ chức rước và chiêm bái vật thể được cho là xá lợi tóc của Đức Phật, theo Thông tấn xã Việt Nam. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo giao Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí tiếp tục kiểm tra làm rõ, củng cố hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các chủ thể có liên quan để xảy ra vi phạm theo quy định. Đồng thời yêu cầu Chùa Ba Vàng không biên soạn, sản xuất các video, hình ảnh, tài liệu, gỡ bỏ toàn bộ các thông tin giới thiệu về vật thể được cho là xá lợi tóc Phật đã đưa trên các trang thông tin của chùa và của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cũng như các trang mạng xã hội có liên quan đến sự việc trên. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, các hoạt động trên đã gây dư luận phức tạp, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng bình thường trên địa bàn. Ngoài vụ việc tổ chức rước và chiêm bái vật thể được cho là xá lợi tóc của Đức Phật, Chùa Ba Vàng có nhiều hoạt động trước đó gây phức tạp dư luận, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Điển hình như lễ thỉnh vong, giải oan gia trái chủ, xin chuyển sang hệ phái Nam Tông Kinh, phát ngôn gây mất đoàn kết liên quan đến tín ngưỡng thờ mẫu, rước và trưng bày vật thể được cho là xá lợi tóc của Đức Phật từ Myanmar. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ rõ, từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12 năm 2023, tức ngày 11 đến ngày 15 tháng 11 năm Quý Mão, Chùa Ba Vàng tổ chức rước, trưng bày, chiêm bái, cái gọi là xá lợi tóc Phật và một số hoạt động là chưa đúng quy định của luật về chủ thể, cũng như thời gian đăng ký theo luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo. Việc tổ chức cho Phật tử chiêm bái, cái gọi là xá lợi tóc Phật, chính là hoạt động triển lãm. Vì vậy đã vi phạm quy định tại Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm. Ngày 28 tháng 12, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản số 895/HDTS-VP1 do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ấn ký yêu cầu chủ trì Chùa Ba Vàng và Đại Đức chủ trì gỡ bỏ tất cả các giới thiệu về xá lợi tóc Đức Phật trên các trang thông tin của chùa và của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, cũng như các trang mạng xã hội có liên hệ đến sự việc trên, đồng thời báo cáo giải trình về nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật và việc tổ chức sự kiện này. Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo Ban Phật giáo Quốc tế và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chấn chỉnh các hoạt động không đúng với truyền thống của Phật giáo và xử lý nghiêm theo giới luật Phật giáo, hiến chương và quy chế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nếu các tổ chức, cá nhân chức sắc Phật giáo liên quan đến vụ việc có sai phạm. Trước các thông tin trái chiều liên quan đến việc chiêm bái xá lợi tóc của Đức Phật, Chùa Ba Vàng đã có báo cáo với Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan liên quan vào ngày 29 tháng 12. Theo Chùa Ba Vàng, tại đại lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh diễn ra vào ngày 22 đến ngày 23 tháng 12, đoàn Chư Tăng Phật tử Myanmar cùng Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng đã cùng rước xá lợi tóc của Đức Phật lên tòa đại giảng đường cho nhân dân Phật tử Việt Nam chiêm bái. Chùa Ba Vàng thông tin đây là nhân duyên để Tăng Ni Phật tử thực hành hạnh tôn kính, tri ân đối với Đức Phật và cầu nguyện cho quốc thái dân an. Tối 27 tháng 12, kết thúc chuyến tham quan Việt Nam, đoàn Chư Tăng Myanmar đã cung rước xá lợi tóc của Đức Phật trở lại tu viện Parami. Trong và sau thời gian diễn ra sự kiện nói trên, có những thông tin trái chiều cho rằng xá lợi tóc của Đức Phật do Chư Tăng Myanmar cung rước đến Chùa Ba Vàng là xá lợi giả, được làm từ cỏ pili, giao bán công khai trên mạng xã hội. Dư luận còn cho rằng Chùa Ba Vàng mua cỏ pili làm xá lợi giả để lừa đảo nhân dân Phật tử. Trước thông tin trên, Chùa Ba Vàng khẳng định xá lợi của Đức Phật là biểu tượng tôn giáo cao quý và thiêng liêng của Đạo Phật. Việc tôn kính xá lợi của Đức Phật là lễ nghi và niềm tin tôn giáo của Đạo Phật. Trong nhà nước pháp quyền, biểu tượng, lễ nghi và niềm tin tôn giáo đó cần được tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ. Báo cáo của Chùa Ba Vàng nêu việc làm giả buôn bán xá lợi giả của Đức Phật ở Việt Nam cần bị lên án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Việc đưa tin Chùa Ba Vàng mua cỏ pili làm xá lợi giả để lừa đảo nhân dân Phật tử là hành vi đưa tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của Chùa Ba Vàng.
Cũng theo Chùa Ba Vàng, việc đưa tin Chư Tăng Myanmar cung dước xá lợi giả đến Chùa Ba Vàng cho nhân dân, Phật tử Việt Nam chiêm bái là hành vi gây tổn thương đến biểu tượng, lễ nghi và niềm tin tôn giáo của Chư Tăng, Phật tử Myanmar. Ngày 30 tháng 12, Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, trong những ngày qua, dư luận đã phản ánh thông tin Chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh trưng bày xá lợi tóc Đức Phật có từ 2.600 năm trước, khiến hàng vạn người dân và Phật tử kéo nhau về Chùa Ba Vàng chiêm bái, đảnh lễ. Trước vụ việc trên, Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin đã tham mưu Bộ Nội vụ có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương kiểm tra xác minh sự việc, làm rõ việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam và việc tổ chức trưng bày cho Phật tử và nhân dân đến chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật tại Chùa Ba Vàng của Sư Trụ Trì, chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và theo thẩm quyền nếu có vi phạm. Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã trao đổi và có văn bản gửi Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị thẩm định nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật được trưng bày tại Chùa Ba Vàng trong những ngày qua để có thông tin chính thức vụ việc. Đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo Ban Phật giáo Quốc tế và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chấn chỉnh các hoạt động không đúng với truyền thống của Phật giáo và xử lý nghiêm theo giới luật Phật giáo, hiến chương và quy chế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nếu các tổ chức, cá nhân chức sắc Phật giáo liên quan vụ việc có sai phạm. Từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12, tại Chùa Ba Vàng ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, tổ chức đại lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Có một sự kiện trong khuôn khổ đại lễ, đó là chiêm bái xá lợi tóc của Đức Phật. Tuy nhiên sẽ không có điều gì đáng nói nếu không xảy ra sự việc rùng beng đã được cơ quan báo chí đề cập, đó là việc chiêm bái xá lợi tóc của Đức Phật có thể tự chuyển động mà không cần sự tác động của ngoại lực. Sự kiện này không được trụ trì Chùa Ba Vàng thông báo cho cơ quan có thẩm quyền và việc xá lợi tóc của Đức Phật có thể tự chuyển động đã gây nhiều ý kiến khác nhau trong dư luận xã hội. Trong đó có người tin điều này là có thật, nhưng cũng có không ít người bày tỏ hoài nghi. Ghi nhận thông tin từ báo tin tức, theo thông tin cung cấp trên trang web của Chùa Ba Vàng, đó là một trong 8 sợi tóc mà Đức Phật tự tay nhổ trên đầu mình, trao cho hai thương buôn người Myanmar hơn 2.600 năm trước. Xá lợi tóc Phật được lưu giữ hàng nghìn năm tại Myanmar, nay xuất hiện lần đầu tiên tại Chùa Ba Vàng. Trải qua hơn 2.600 năm, sợi tóc vẫn còn nguyên vẹn. Hàng vạn nhân dân, Phật tử đã tận mắt chứng kiến sợi tóc quay liên tục với nhiều hình dáng khác nhau, dù xung quanh không có gì để căng kéo hay điều khiển, khác hoàn toàn so với tóc của người bình thường. Dư luận đặt câu hỏi về nguồn gốc, ai chịu trách nhiệm thẩm định xá lợi tóc của Đức Phật và có cơ sở khoa học nào để khẳng định đó là xá lợi tóc của Đức Phật. Việc Chùa Ba Vàng đăng tải, ai dù chỉ một lần cung kính đảnh lễ, chiêm bái, cúng dường cũng được vô lượng phúc báu cho hiện đời và nhiều đời về sau nhằm mục đích gì, có phải là trục lợi niềm tin và tiền bạc. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham mưu Bộ Nội vụ có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương kiểm tra xác minh lại sự việc, làm rõ việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam và việc tổ chức trưng bày cho Phật tử và nhân dân đến chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật tại Chùa Ba Vàng của Sư Trụ Trì, chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và theo thẩm quyền nếu có vi phạm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.